Hello, chào mọi người, chào mọi người đến với channel của mình. Mình là Chucky và hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục trò Minecraft Survival 1.8 và tiếp tục chúng ta hành trình xây vạn lý tường thành ở nhà. Và đây, một quả chiến trường do mình nghĩ ra đây, Reaper đó. Nó dẫn thôi thì cái khu này á là mình tàn sát chỗ này lấy cát nè. Đó. Ngon chim chưa? Thì bây giờ mình sẽ đi về nhà cái lô thỏ. Bây giờ mình mới phát hiện ra là thỏ trắng đen này có hai con, không bên đây thì sau này mình có dịp mình sẽ bắt hai con thỏ về với nhau. Mình vẫn chưa có thỏ ở nhà. Đậu phòng. Nhện. Sao không nuôi mày quá. Hôm nay mình phải về sớm, làm việc sớm, xây nhà sớm rồi hành thành nha, quản lý tường thành sớm thì mình lúc mình ở nhà mình cũng xây được một chút chút. Ui vãi, qua đây lắc nè, vô rừng lắc quá. Ui phật. Ở đây không có mưa, mưa lại rồi, kia chắc ăn cây nó che lại. Vãi, qua đây nó lắc nè. Phật. Anh đi ngủ, em chưa rồi, lắc quá. Đầu phẩm trời mưa ghét vãi. Ui vãi, cái gì đấy? Ấy, gì đây? À mình xin hiểu với các bạn, mình đã được coi, mình nhìn bản đồ mình nè, thấy không? Xin hiểu, mình đã dọn dẹp lại ngăn nắp những món đồ trong cái shop của mình, hay là cái tủ của mình. Ok, bây giờ chỉ cần việc lấy ra bỏ vô thôi. Con chim đúng không? Bây giờ nhiều quá mất cho phép rồi. Phật. À, mình lấy một miếng này ra, có gì làm cục đá kia. Bên đây thì những cái món dụng cụ item á. Đây là những cái đồ đá đỏ hay là vật trang trí nè. Đây là đồ gỗ nè. Cái nào nhỉ? Đẹp đúng không? Ok. Bây giờ thì mình sẽ nung cho mình cái gì đây, sao có than ở đây nữa, than thủng các loại, bỏ vô đây, chia đều đi. Ok, đó đó, ngon chim. Nấu tiếp đi, gặp để sau. Bây giờ thì mình cần làm cái này rất là lâu. Mấy cái đó nguyên liệu đó mình sẽ ráp lại sau. Bây giờ mình cứ trước mắt của mình á thì mình cứ lắp cho hết đi. Ok đấy. Giờ phải làm cho mình cái xẻng, còn cái xẻng nào? Đây có cái xẻng cờ bóc đây, còn được có 123 lần. Hy vọng là mình không nên liều, có lẽ là mình sẽ nên làm cái xẻng để hoàng tử tới người ta nhìn ta còn nở mày nở mặt đúng không? Đấy, sẽ kim cương. Để coi, mình đang cân nhắc. Khỏi, sẽ bình thường được rồi. Bọn mình muốn lấy cái kéo để cắt cách này nọ. Ok. Fuck. Ok, vứt hai cục xịn đi ra. Ok. Và vào lý thành mình đó làm đến cũng xa lắm rồi. Đậu phộng, tao có làm gì mày đâu, mày gì em. Đấy, mày làm lên đó rồi đó. Ngon chim, bây giờ lên thử nha. Tốn rất là nhiều cát các bạn ơi. Rất là nhiều, rất là nhiều cát. Lên nha, lên đó. Thế đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ chặt bức lá. Mình làm vậy để lá nó không vô cái hồn của mình. Đấy. Á, quên heo cái rìu ha. Mình ngu quá. Đấy. Chặt bước lá cây cho có cái đường dễ đi hơn. Shit. Vãi trưởng ra. Lá cây nhiều vãi. Ui mẹ ơi. Chặt chuỗi luôn nè. Ai biết. Ok, xây tiếp nào. Chắc mình phải đi về lấy cho mình cái kéo và cái rìu á, các bạn đợi xíu nha.
cuối cùng cũng xong, nhưng mà mình cái bọn lấy màn còn dài lắm. Giờ mình sẽ ra ngoài kiểm tra thành quả mình nhé, đợi xíu ăn xong đó. Hú hồn hồi nãy tiện thấy bơ trong nhà đúng ghê luôn, nó ngồi ghế chờ mình luôn mới ghê chứ phải biết. Ok, khổ sở vậy. Nửa số ngày nào sáng nào đang gặp mày đâu vậy? Có. Ok. Ừ, nó lắc rồi, nó lắc rồi. Ờ đúng dài luôn các bạn. Mình còn xây nữa đó, tại vì cái tập quản lý thành đó mình làm 3 tập lận nên nó rất là dài. Các bạn đón chờ nha, chúng ta còn chạy nào. Rất là dài, cực kỳ dài luôn. Mình sẽ xây rất là dài nha các bạn. Buổi sáng đi tập thể dục còn gì bằng đúng không? Hít thở không khí trong lành đó. Ở đây có một cái trạm mình thấy quản lý thành đó. À, đi mỗi lần đi là có một cái trạm mà không biết cái gì ở đây hết, nhưng mà cái xe đại này đó, uống trà bánh trà xong đi ra ngoài, mình định xây thẳng ra đằng kia xong mình quẹo đi lượn qua lượn lại đó, thấy chưa đó, ngon chi đúng không? Mốt còn xe dài nữa, chỗ này rừng rừng bạc, trời đúng cái chỗ mình đi luôn. Bây giờ mình sẽ quẹo chỗ này xong mà quẹo qua quẹo lại đó, đi qua hồ bơi luôn cho đẹp. Cũng hay đó. Thấy chưa, ngon chim đúng không? Hy vọng là không có mấy con Reaper hay là mấy con kia nó spawn ra. Thì để mình ok lên đỉnh luôn, xong rồi nói câu nói huyền thoại. Ui ấy ấy ấy, thì ok nếu bạn thích series của này của mình á thì nhớ like và subscribe để mình có động lực nữa nha. Ok, bye bye mọi người.